Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi. Mẹ, mẹ sao rồi? Đỡ rồi con. Hồi nãy con biết không, mẹ nhìn lên trần nhà cái đầu mẹ nó quay mòng luôn vậy đó. Mẹ sợ muốn chết luôn á. Mới gọi điện cho con đó. Biết rằng đêm khuya gọi là phiền, nhưng mà con thân mình à, mẹ chỉ sợ rủi có bệ gì. Thôi đừng nói bậy bạ, không có nên. Có chuyện gì á, mẹ cứ gọi cho con nha. Bây giờ mẹ không sao, có yên tâm rồi. Con đi về nha. Con, ông ấy, con ngủ lại đây nha. Rồi sáng sớm đưa mẹ đi mần tóc, rồi cứ đi ăn đám cưới luôn. Thôi, để con về nhà con ngủ. Rồi ngày mai á, con qua con đưa mẹ đi sớm nha. Chắc là con Như nó ra nó vào gì đây. Thôi được rồi, về đi, mặc kệ mẹ. Rồi sáng mai cũng đừng tới đây luôn, mẹ tự tìm cách. Bởi vậy, già cả làm phiền con cái là vậy đó. Rồi, đừng có hờn mát nữa. Tối nay á, con sẽ ngủ lại với mẹ, chịu chưa? Thiệt không? Con nói thiệt. Sáng đưa mẹ đi mần tóc sớm nha. Rồi. Ừ. Thôi, không uống nữa, đi ngủ sớm đi nha. Ừ. Đây. Thôi được rồi, để mẹ tự vô phòng được. Anh ngủ lại nhà mẹ, mai gặp em ở đám cưới. Mình mày từ hoe. Ừ, nhưng mà đưa hoa phải tươi lên nhá. Đi đám cưới mà mặt buồn không được rồi. Ôi này. Ôi! Trời ơi chào. Vải mới mưa đấy. Vào đây chụp hình với tôi nhá. Lát ngồi đi cuối với anh nhá. Nào. Cô dâu chú rể ơi, đón khách quý này. Sát vào luôn. Nào cười tươi nào hai. Ơ kìa này Thư. Nhớ trong em nhá, đừng có chạy linh tinh đấy. Sát em đi con nó con. Chào em. Dạ, rất cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để đến chung vui với gia đình hôm nay ạ. Rồi hôm nay trông như công chúa nhỉ. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhá. Cô dâu xinh quá. Mình cảm ơn. Thôi mình vào bên trong trước nhá. Anh này, anh vẫn còn giận em à? Vẫn còn hỏi câu đấy có nghĩa là em chưa biết mình sai ở đâu rồi. Tại vì hôm nay em biết là đám cưới, nên đêm qua em phải thức làm xong báo cáo gửi cho sếp. Em biết là sáng em dậy muộn, qua cả giờ trang điểm. Em bỏ qua cho em nhá. Tươi cái mặt lên, không khách người ta lại thắc mắc. Còn việc có hết giận em hay không đấy là việc của anh. Bao giờ muốn thì anh sẽ làm. Như Phương đâu? Thế con gọi được cho nó chưa? Con gọi mấy cuộc rồi nhưng mà không bắt máy. Chắc là đang đến thôi mẹ ạ. Ừ, thế thôi, vào đây tiếp khách với mẹ đi. Ôi, cô dâu xinh quá. Anh Long, cuối cùng em cũng đợi được ngày anh lấy vợ rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Cảm ơn em. Em xin phép vào trước ạ. Ừ. Nhanh lên mẹ, trễ giờ rồi. Cầu thang cao quá. Sao tóc mẹ ổn không con? Đẹp lắm rồi, đi. Chúc hai cháu hạnh phúc nha. Con chào cô ạ. Ừ. Anh ạ. Chúc mừng cô dâu chú rể nha. Này mạnh tổ quá ta. Con chào mẹ ạ. Ừ, con. Chào ba. Chúc mừng gia đình nha. Ừ. Đám cưới nhỏ nên cũng ấm cúng ha. Tiệc cưới mà tổ chức buổi trưa kiểu này á, chắc cũng tiết kiệm ít chi phí ạ. À. Mẹ nói không phải hả? Thôi, mời bà vào trong này, mọi người đang chờ đấy. Tôi vào trước nha. Ừ. Mẹ vào đi ạ. Ừ.
Hai đứa vào đây với mẹ. Dạ. Mới ngày nào. Chào các chị. Ôi. Chúc mừng gia đình nhá. Mà cô dâu chú rể đẹp đôi quá cơ. Đấy là con gái út nhà em, còn đây là chị gái với anh rể của nó. Cả hai chúng nó đều là bác sĩ đấy ạ. Ủi thế thì lương cao lắm nhở. Có nhiều nhặn gì đâu ạ. Được cái là các cháu nó cũng ki cóp mua được cái nhà với lại cái ô tô để đi cho nó đỡ nắng mưa. Cũng may thật đấy, nó mua được cái chung cư cao cấp ngay gần bệnh viện. Được cái đi làm nó cũng tiện. Thế thì tốt rồi. Thế đã có con cái gì chưa? Dạ, tụi cha cũng đang có dự định. Hai cái đứa này, chúng nó suốt ngày hội thảo với nghiên cứu thôi. Em cũng giục chúng nó mấy lần rồi đấy, nhưng mà chúng nó cứ bảo chúng nó làm xong cái bằng tiến sĩ rồi mới tính. Ừ, trước con gái của tôi cũng bằng tầm này đấy. Cũng may thằng chồng nó dứt khoát, có con sớm. Bây giờ con cái đầy huề, hai vợ chồng làm ăn rất là tốt. Dạ, ba gọi mẹ con ạ. Mẹ ơi, ba gọi. Thế thôi, thế xin phép tôi vào tôi tiếp khách ạ. Chào hai cô ạ. Đi con. Đẹp quá nhỉ. Yeah. Anh này, hay là mình đi ăn gì đi, em hơi đói. Không, anh mệt lắm. Hôm nay mấy cô hàng xóm lên nhảy vui quá anh nhở. Làm xấu mấy cả đám cưới. Đến xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp của anh. Đã bảo em đừng có mời mấy cái bà cô hàng xóm đấy rồi. Bạn bè của anh đang ở cái nhà hàng gần đây. Em đi cùng anh luôn nhá. Anh không nghỉ nữa à? Thế em có đi không? Anh đợi em chút ạ. Nhưng mà cái cụm từ kỹ sư xây dựng cũng là một khái niệm không rõ ràng. Các cậu có đồng ý không? Ở nước ngoài kỹ sư xây dựng lại còn làm về thiết kế đấy. Chuẩn. Giới ơi, đi uống mừng đám cưới mà toàn bàn chuyện công trình nhà cửa như nào. Thôi, chạm ly mừng nam thần của ta cuối cùng cũng có bến đỗ. Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Ừ. Vậy thì hôm nay nhá, phải bóc mẽ chú rể Hải Long để cô dâu còn biết đường mà đề phòng chứ lệ. Chuẩn, cậu này không chỉ đỏm dáng mà ăn nói cũng khéo léo. Không chỉ lớp mình mà các bạn khóa dưới cũng đều thích thầm đấy. Wow. Thế chắc chắn là có tuyệt chiêu bí mật gì mới giữ được với anh chàng phong lưu này, đúng không? Hồi đấy cứ tưởng Long không thoát khỏi tay Hiền. Xứng đôi vừa lứa thế mà. Chán bạn, si mê người ta như thế mà để người ta đi lấy vợ. Hôn nhân của người này đâu cấm cản được si mê của người kia, đúng không? Mà chẳng có cái luật nào cấm mình yêu đơn phương cả. Nói thêm cho mình nhá, mình quay lại ngay đấy. Về sớm nhá. Thôi, mình nâng ly cái nhở. Mời mọi người. Ừ, thế cái dự án trong Vinh của cậu dạo này như nào rồi? Em có massage dự phòng không? Có, nhưng mà ở dưới xe, để em xuống lấy cho anh nhá. Không, không cần, để anh tự xuống lấy, chờ em biết đến bao giờ. Cậu ấy... Anh xuống một lát rồi anh lên ngay. À, mọi người ơi, mọi người ăn uống đi nhá. Tôi chạy ra ngoài một chút. À, ok cậu. Nào mọi người, mình nâng ly thêm phát nữa cho phấn khởi nhờ. Thế ý với Long quen nhau bao lâu mới cưới nhỉ?
Tại bọn này đến đám cưới mới được gặp ý ấy. Mình với anh Long quen nhau tầm 8 tháng. Anh Long bảo mọi người bận nên là cũng không dám làm phiền. Công nhận dạo này cũng nhiều việc đau đầu thật. Mà nhắc đến cái chuyện đau đầu ấy, mọi người đã nghe cái vụ kiến trúc sư Bá Ngọc bị rút ra khỏi cái trọng điểm dự án của thành phố chưa? Mình xin phép, mình xuống xe lấy đồ, mọi người ngồi đi nhá. Ok cậu. Thôi, chúng mình nâng đi phát nữa nhở? Tôi xin lỗi ạ. Lâu lắm mới gặp nhau, sao vội thế? Em nhớ anh lắm đấy. Anh Long. Dạ, anh đợi em một lát. Trên sảnh A khách đang trả bàn, để sắp xếp cho anh. Ok, cảm ơn em. Thanh Ý. Cô ấy biết anh lấy vợ, thế nên đây chỉ là nụ hôn chào tạm biệt thôi. Sao em cứ phải căng thẳng đến thế nhỉ? Anh đừng nói gì nữa. Đấy là anh đi ban phát sự thương hại. Em phải nghĩ thoáng lên chứ. Chán em thật đấy. Nếu hôm nay em không tận mắt nhìn thấy thì hai người còn định làm đến bước nào nữa? Phải đến mức độ nào thì anh mới cảm thấy không chán? Anh hiểu, là đầu óc của em chưa suy nghĩ thông suốt. Nhưng em hãy cứ xem như cô ta là nơi giải tỏa của anh. Khéo khi đấy lại là may mắn của em đấy. Anh nói thế là ý gì cơ? May mắn á? Em thử nghĩ xem. Công việc của anh thì em không hiểu. Anh ra ngoài đi giao lưu với bạn bè, em đi theo thì không hợp. Có bao giờ đi cùng anh mà mặt em tươi tỉnh chưa? Thế nên hãy cứ để Hiền gánh vác trọng trách nặng nề đấy nhỉ. Thanh Ý này, anh nghĩ là em nên làm một cô vợ đơn thuần thôi, ở nhà nội trợ. Anh đâu cần dăm ba cái đồng lương thử việc của em. Anh muốn em nghỉ việc, coi thường công việc của em. Em cứ yên tâm, hôm nay mình cưới nhau rồi mà. Em sợ gì mà không được ghi tên vào sổ đỏ ở nhà anh? Anh biết hôm nay là đám cưới mà anh vẫn gian dìu với cô ta, tại sao anh làm thế? Tại sao anh... Nào, ok, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng từ bây giờ em biết sự có mặt của Hiền rồi thì đừng có dùng cái từ gian díu ấy nữa, nghe ngứa tai lắm. Ý anh là sao? Là anh vẫn sẽ tiếp tục cặp kè với cô ta á? Anh đã giải thích rất rõ ràng về vai trò của em và cô ta mà. Anh là người yêu thích sự mạo hiểm, sự mới mẻ nữa. Nhưng yên tâm đi, dù anh có đi chơi bời ở đâu thì đêm về anh vẫn sẽ ôm em ngủ mà. Thế là được chứ gì. Anh... Mà này, em nghĩ anh cưới em là vì cái gì? Chẳng qua là do mẹ anh khuyên nên cưới một cô vợ ngu ngốc một chút, yên phận ở nhà rửa bát, thế cho dễ bảo nhỉ? Đi.
cô dì ơi. Cô có sao không? Tôi xin lỗi ạ. Cô thật sự ổn chứ? Tôi ổn. Mới vừa về nước đã gặp phải một câu chuyện drama rồi. Thuận ơi, nhanh xuống ăn cơm con. Người gì toàn việc không tên mày thế chứ lì. Gớm. Cũng may ấy, mình còn kịp ăn tiệc. Chứ cô dâu chú rể á, ôm cái bụng đói đi mà chào bàn. Con thì lại thấy lo cho con bé ý. Ở nhà thì được bố mẹ anh chị bao bọc. Giờ đi lấy chồng lại chưa có kinh nghiệm. Chả biết là nó có gây ra chuyện gì không nữa. Phương cái gì bảo này, cháu năng nổ lên, thể hiện mạnh đi. Bây giờ mẹ cháu có rể mới đây. Cẩn thận nha, không nó xoát người. Gì này? Sắp xong rồi, cả nhà chuẩn bị ăn cơm thôi. Vâng ạ. Dạ, con mời ba vào xơi cơm ạ. Không đói à? À cơm à, cơm. Mẹ. Đám cưới không phải là ngày hôm qua, mà là ngày hôm nay. Mười mấy tiếng thôi, còn hồ hởi chào mọi người để đi tuần trăng mật cơ mà. Sao bây giờ lại nói là ly hôn? Thế là sao hả? Ôi trời ơi, tôi chết mất. Còn nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Thưa bà, con ơi, có phải là con giận nó cho nên con xách vali về nhà, có đúng không mà con? Bà đừng có chen vào, con đã đang trình bày, bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì? Ôi trời ơi, tôi chết mất. Tại sao ruột gan tôi lại đau buốt thế này? Thưa bà mẹ, con không thể lấy người như thế được. Con không tự tin. Sao? Đám cưới mà con lại coi như trò đùa thế à? Tổ chức xong rồi mà con lại nói là con không tự tin. Khuya rồi, bà đừng có la hét lên như vậy. Chắc là con nó có nỗi khổ riêng của nó. Tôi còn khổ gấp 10 lần ấy. Thế còn ông, còn tôi, khổ nhục như thế chưa đủ hay sao? Bây giờ ông muốn tôi về thế nào? Ông muốn tôi chết ngay tại đây để cho cả cha con ông hả giá hay sao à? Trời ơi, tại sao chúng mày lại tàn nhẫn với mẹ như thế? Sao tôi lại khổ thế này? Tôi chết đi. Mẹ ơi, không muốn về mà. Tại sao chúng mày lại cứ làm khổ như thế? Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ bỏ qua cho con. Con ơi, con xin lỗi nó đi, con đi xin lỗi nó đi, nhanh lên con. Con không muốn, con và anh thực sự kết thúc rồi mà mẹ. Cái con bé này,
Bây giờ tôi biết ăn nói với họ hàng khách khứa như thế nào đây. Con ơi, mẹ trải qua rồi mẹ biết hôn nhân là như vậy. Các con có thể tranh luận, có thể nói với nhau là không sống được với nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn sống được với nhau, như thế mới là vợ chồng con ạ. À, thì mẹ đi, chắc là lòng nó đang chờ điện thoại của con đấy. Con gọi cho nó một câu đi. Đi đi con. Con nói mẹ đi. Mẹ là con không muốn người mà. Lời ơi, không nghe lời mẹ. Mẹ sao mẹ lại không nghe lời mẹ như thế con? Bà ơi, bà đừng đánh con nữa, nó đau lắm. Tôi còn đau gấp 10 lần nữa chứ. Ông không có tim à? Tại sao ông lại dừng dựng như thế à? Tôi cũng đau lắm, nhưng tôi biết lúc này người đau nhất là con gái của mình. Bà hãy để nó tĩnh tâm rồi nói sao. Trời ơi, Y ơi, mày bôi gió chát chấu vào mặt mẹ mày, mày bị hờ dại sao hả con? Mẹ ơi, trời mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng. Con đây là con. Mẹ biết gì? Con ơi, có phải con bắt chước anh chị con mà con ly hôn con đúng không? Tại chúng mày đấy. Tại chúng mày, tại chúng mày nó con ý nó mới ra nông nỗi này. Tại sao mẹ lại đàn nhận với mẹ như thế hả các con? Tại sao chúng mày lại cứ cầm dao đâm vào tim mẹ hết lần này đến lần khác như thế hả con ơi? Bình tĩnh đi bà ơi. Thôi thôi, tụi con á, đứa nào về phòng đứa đấy đi. Đi đi. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Đi hết cả đi. Bà, bình tĩnh lại đi. Để tôi đi lấy thuốc. Em làm sao thế hả? Em bây giờ thì giỏi rồi. Em còn giỏi hơn cả anh chị của em ấy. Các anh các chị á, cưới vài năm sau mới dám ly hôn. Nhưng mà em vừa cưới xong cái là em muốn ly hôn luôn rồi. Em có biết em làm như thế mẹ sẽ nói như thế nào với bà con hàng xóm láng giềng hả? Em mệt rồi. Em đi ngủ đã nhá. Mai chị em mình nói chuyện. Này, sao lại có thể ngủ được cái lúc này nhở? Nhưng em có biết là em làm thế nó gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Em không được thông minh như anh chị, nên là em chả biết làm như nào cả. Ngay từ đầu ấy, em cũng đã không tự tin khi bước vào cuộc hôn nhân này. Nhưng mà mẹ bảo em phải cưới trước khi nhà bên đấy thay đổi ý định. Vì vớ được anh Long là đã may cho em rồi. Thế thì em phải kiên quyết lên chứ. Tại vì đấy là cái sự lựa chọn của em cơ mà. Thế tại sao bây giờ em nói một đằng em lại làm một nẻo như thế? Em phải chịu tất cả những cái trách nhiệm mình đã nói ra chứ. Hả? Con bé ngu ngốc này. Vâng, em ngu ngốc. Chị đừng có nói nữa. Em có hiểu là chị đang phân tích để cho em tìm ra cái hướng giải quyết đúng đắn nhất không hả? Con bé này, chưa nói xong. Bớt nói lại chết ai đâu. Em chưa nói xong câu chuyện của em. Đi ra. Anh, này. Liệu mẹ có ổn không nhỉ? Làm sao mà ổn được. Anh thấy thương mẹ quá. Mà nè, con với ý làm anh bất ngờ đó nha. Anh Gia với chị Hòa thì không bất ngờ, nhưng riêng con với ý nó dám hủy hôn đúng là... Anh có vẻ thích thú nhỉ? À không, bình thường anh biết nhiều người hiền lành lắm. Nhưng khi đụng chuyện một phát á, là bùm luôn, nổ banh xác luôn đó. Mày đừng nói nữa, em nhức đầu lắm. Anh có biết là em đang rất lo cho mẹ không? Hôm nay đúng là một ngày rất tệ với mẹ. Trễ giờ rồi. Chị để ý xem sức khỏe của mẹ thế nào. Với cứ bảo con ý là ngủ đi nhá. Wow. Đừng suy nghĩ nhiều. Lớn nhanh lên.
Chích nữa. Vâng ạ. Chích là túi. Anh không thấy em đang nói chuyện điện thoại à? Anh đi cơm bát mà em. Anh lạ thật đấy. Việc chơi game của anh còn quan trọng hơn sức khỏe của mẹ em và việc của con Ý à? Vậy bây giờ em muốn anh làm sao? Anh phải khóc bù lu bù loa lên mới vừa lòng hả? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi mà. Anh nói chuyện buồn cười thật đấy. Em thấy anh đang rất coi thường gia đình nhà em đấy nhá. Giống như lúc nãy, anh nói anh chị em ly hôn, việc đó khiến anh không bất ngờ. Thế ý của anh là anh chị không ra gì và đáng bị như vậy à? Không phải, ý anh đâu phải vậy đâu. Em bớt suy diễn đi. Nhà anh thì có hơn gì chứ. Giống như mẹ anh đấy, cưới con gái nhà thông gia mà mẹ anh còn đến muộn cả tiếng. Mà em công nhận, mẹ anh cũng thích gây sự chú ý thật đấy. Như em đang nói với mẹ anh vậy hả? Mà thôi, anh cũng không muốn cãi lộn với em làm gì hết á. Lớn. Tại sao lại là tôi? Tôi nghĩ chắc là nó có lý do. Con bé kia từ nhỏ nó làm chuyện gì cũng suy nghĩ rất kỹ. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Tại sao ba mẹ của ba đứa con lùng cùng với hôn nhân lại là tôi? Tôi đã làm gì sai để tôi bị quả báo thế này à ông ơi? Bà ráng ngủ đi. Để từ từ rồi mình nói chuyện với nó. Chắc là nó cũng khổ tâm lắm. Tôi còn khổ tâm hơn đi chứ. Tim tôi thắt lại như có ai bóp nghẹt đi ông ạ. Bà ráng ngủ một chút đi. Thưa mẹ con đi làm ạ. Tôi không có mẹ con gì với cô hết. Mà đang chuyện như thế em đi làm. Thì công ty nhiều việc mà chị. Em đi nhá. Hiếu ăn đấy. Thưa ba con đi làm ạ. Ừ. Ba mẹ ơi con đi làm đây ạ. À bà ơi, hôm nay con diễn một vai nhá, có thoại luôn. Thôi đi đi, đừng có đứng đó mà nâng tầm quan điểm nữa. Con đi đi. Chị ăn gì không? Em làm cái gì cho chị ăn nhá?
nuốt làm sao được. Nhà là nơi ấm áp, dang dọc cánh tay ra đón ta trở về. Nơi ta tồi tệ nhất nhưng lại được sự cậu đánh khẽ. Nhà là nơi nước mắt cứ tuôn rơi, không cần phải ngại, không cần lặng lẽ, không cần phải né. Học cách yêu thương chính mình, không cần phải thay đổi tính tình. Ném hết đi bao nhiêu phiền lo, niềm vui ta có sẵn, không cần ai phải cho. I want to be loved, I don't want to be hurt. Yêu cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. I want to be loved, yeah. I don't want to be hurt, yeah. Vì tình yêu cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà khó khăn sẽ không còn nặng nề. Về bên mẹ cha, được ăn bữa cơm ngon, được nghe những lời yêu thương. Dù lòng đang sấn đau, dù tim xót xa, cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Vượt qua đêm tối, tình yêu dẫn lối, con tim ngập tràn yêu thương. Tìm lại tình yêu, tìm lại những ước mơ, thêm một lần nữa yêu thật phim do Viettel Media sản xuất.